Sáng nay 24 tháng 4, gia đình các công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý cho giờ phút tiễn biệt đầy đau xót này, nhưng những người thân trong gia đình vẫn không cầm được dòng nước mắt, nức từng tiếng gọi tên trong tuyệt vọng. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 có mặt tại Yên Bái. Sáng ngày 24 tháng 4, người thân tổ chức đưa linh cữu của anh Nông Văn Thuật và Nông Văn Toàn, hai công nhân gặp nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái ra nghĩa trang gia đình. Từ sáng sớm, rất đông người thân và hàng xóm đã đến để tiễn biệt hai anh. Ai cũng ngậm ngùi, thương xót bởi các anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh Toàn chưa kịp lập gia đình, còn anh Thuật bỏ lại vợ trẻ và hai con thơ. Giây phút chia xa, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến tiếng khóc nghẹn ngào, ai oán, những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sự mất mát này thực ra mà nói thì quá to lớn với lại gia đình nhà chúng tôi. Vì là cũng là mưu sinh miếng cơm manh áo, hai cháu đi làm thì không may là bị tai nạn cái lao động ấy. Là cả hai cháu, trong một gia đình thì có hai cháu thì cũng rất là xót xa. Thủ tục mai táng cho hai cháu thì làm theo phong tục của địa phương thì là người anh thì phải là đưa đi trước, thì anh Thuật thì là 6 giờ 15 thì chúng tôi phải đưa anh Thuật ra đồng trước, sau đó quay trở lại về gia đình gần đến 8 giờ và chúng tôi lại đưa người em là anh Toản là lại về nơi an nghỉ cuối cùng. Quãng đường từ nhà ra khu nghĩa trang của gia đình chỉ dài chừng 300 mét, nhưng để lại bao nỗi buồn thương cho người thân. Tiếng khóc trong đau đớn, tuyệt vọng của người lớn. Còn những đứa trẻ, dù chưa thể cảm nhận hết nỗi đau, nhưng cũng thất thần, chết lặng trong giây phút chia xa. Với họ, sự ra đi của người thân là quá lớn và không gì có thể bù đắp nổi. Anh Nông Văn Thuật là có hai con, bây giờ hai cháu còn nhỏ, một cháu học lớp 8, một cháu học lớp 5. Thì anh Thuật cũng là trụ cột của gia đình để đi kiếm đồng tiền về lo cho con ăn học để có cái chữ với bạn, với bè, với xã hội. Thì hiện nay là đấy, anh cũng vì cái tai nạn đó mà anh mất đi, là cái nỗi mất mát của gia đình là quá lớn. cũng xót xa thì không ai mong muốn như thế. Các cháu chưa đi làm ăn thì còn có thỉnh thoảng vào chơi thì còn thấy mặt các cháu. Bây giờ thì đã đi làm ăn khó khăn nên phải đi làm ăn thì bây giờ thì cũng vì đồng tiền. Thì bây giờ thì nông thôn thì mình ở nhà chẳng làm gì ra đồng tiền. Thế bây giờ thì cũng đi vì đồng tiền đi làm ăn kiếm ăn. Thì không may thì bây giờ thì nó bị thế này thì bị tai nạn này, chẳng trong nhà chẳng biết làm nào được nữa, cũng phải chịu thôi. Nhiều người dân thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũng nghẹn ngào khi có mặt tại đám tang. Với họ, kể từ giây phút này sẽ không còn được thấy, được gặp những người hàng xóm tốt bụng với bao kỷ niệm. Ở đây thì xung quanh hàng xóm láng giềng thì có những cái gì thì cũng chia sẻ cho nhau rồi giúp đỡ nhau. Nhưng mà nghe thấy cái tin này nó sốc quá, nghĩ được quá buồn với gia đình luôn. Mà tôi chưa thấy trường hợp nào như thế, mà một gia đình mà hai anh em đi như thế thì nó quá lớn lao, mất mát nó quá lớn lao. Những ngày qua, công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái cũng thường xuyên túc trực bên các gia đình có người tử vong. Ngoài hỗ trợ trước mắt 200 triệu đồng cho các gia đình lo mai táng hậu sự, công ty sẽ chu cấp thêm 5 triệu đồng một tháng cho mỗi cháu nhỏ đến năm 18 tuổi. Công ty đã phân công tất cả các lãnh đạo chia làm 7 nhóm để thường trực ở các gia đình để chia sẻ và động viên gia đình cũng như là đón tiếp các đoàn của chính quyền đến để thăm viếng. Và qua cái việc này thì công ty cũng họp khẩn cấp để rà soát lại tất cả những cái quy trình, công nghệ quy trình an toàn lao động để rút kinh nghiệm. Từ khi xảy ra vụ tai nạn lao động đến nay, các gia đình có người tử vong đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và phía công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái. Tuy nhiên những điều này
không gì có thể bù đắp được khi người thân của họ mãi mãi già đi. Và sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa để những người mẹ, người chị, người em này vượt qua được nỗi đau, mất mát để trở lại với cuộc sống bình thường. Cũng liên quan tới sự việc này, tối qua 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin về việc Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 22 tháng 4 tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu và các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3, điều 295, Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái hiện đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chiều tối qua 23 tháng 4, khoảng 18 giờ, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng tại thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Do bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy khiến lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu nhà xưởng. Nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ phát ra, nghi do bình ga bên trong. Khu vực xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 50m², được cho là xưởng nội thất gỗ của chủ xưởng sinh năm 1984. Vụ cháy lan sang kho bên cạnh và bên trong có một số bình ga. Đến hơn 20 giờ, vụ cháy được dập tắt. Theo thông tin ban đầu thì không có thiệt hại về người. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thanh Trì, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đến hiện trường triển khai chữa cháy. Chiều 23 tháng 4, tại huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đã xảy ra một trận mưa đá kèm lốc xoáy, khiến nhiều nhà cửa người dân và hoa màu bị hư hại. Vào khoảng 15 giờ, tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, khi trời đang nắng nóng, bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó, lốc xoáy ập đến kèm theo mưa đá khiến nhiều ngôi nhà tại các bản bị lốc cuốn bay mái. Rất may không ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Trước đó, vào chiều 14 tháng 4, tại một số xã như là Bảo Thắng, Bảo Nam, Hồi Tụ, huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra hiện tượng mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân, trường học bị hư hại và một người bị thương. Sau khi xảy ra trận mưa đá, chính quyền đã tập trung hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.